Cái này cái nu của công nha các bạn. Cái này nu nu cám nè, lên hột cũng đều cứng mình luôn rồi. Đó, hàng thấy chưa? Đều hột đều. Cái này cái bộ tang ta làm cái nóc thôi các bạn. Có một vết sẹo duy nhất chỗ này nè, một cái này không có sẹo nè. Các bạn nuôi thời gian không có sẹo. Không còn sẹo nào khác hết á. Cái này cái tâm cao khoảng 66 cm. Cái hoành thân là khoảng 30 mấy thôi, nhưng mà có cái nu, tần sức nu nó dữ lắm các bạn. Mặt nào cũng như mặt máy nu quá trời, nó có đường lượng thân nè. Cái này thì cái đế thường chậu các bạn. Cái này nuôi trong chậu, trong chậu từ đó giờ nè. Sẹo rồi nó cuốn ráo rồi. Nu công thì chứ vàng nu thôi. Vàng nu thôi bạn ơi. Để dưới thì tương đối. Nu thôi ghê chưa. Vàng nu đó nè. Cục. Còn từ dưới lên trên. Cái này sao này nu hết mình luôn. Cứng mình luôn. Nu khỉ lan ra thành nu cám cứng mình luôn. Qua thành nu uông bú luôn. Cái này gửi thùng xốp cũng cao lắm nha các bạn. Thùng xốp cũng bự tại nó cao tới 66 cm, gửi thùng xốp dài. Em nào mua được ủng hộ.